nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Thế nên chúng ta cần học cách làm quen với những việc này và chấp nhận chúng một cách vui vẻ. Hãy học cách để có thêm kiên nhẫn và khoan dung và độ lượng. Hãy cố gắng nhìn cuộc đời mình và mọi Dạ thưa kênh Tùng Nguyễn miền Tây, mến chào quý cô chú anh chị em trong và ngoài nước. Và Tùng Nguyễn mến chúc quý cô chú một ngày mới thân tâm thật là an lạc. Và hiện tại là Tùng Nguyễn đang ở ấp Đinh Tân A, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Và Tùng Nguyễn cũng có duyên ghé vào nhà chị Huệ qua. Và em xin nhờ chị chia sẻ giùm em một cái clip là chia sẻ về cơ pháp của cha mẹ. Và mọi người xem kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tùng Nguyễn để Tùng Nguyễn có một cái điều kiện đi lại để phục vụ bà con cô bác được tốt hơn. Và Tùng Nguyễn xin cảm ơn tất cả mọi người cô chú ạ. À. Rồi em mời chị Huệ qua. Nam mô Huyền Khung Cao Thượng Đế, Ngọc Hoàng Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Diêu Trì Kim Mậu, Vô Cực Đại Từ Tôn. Nam mô Long Hoa Giáo Chủ, Phật Vương Di Lạc Thiên Tôn. Nam mô Long Hoa Giáo Chủ, Di Lạc Tôn Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đại Từ, Đại Bi, Hộ Độ Chúng Sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Bần nữ xin kính chào chung trên hội cộng đồng, kính chào chư thiên tướng, thiên mạng cùng tất cả các bậc, các vị đại đức, thiền sư và các vị chuyển pháp, hộ trì chánh pháp. Hôm nay trong lần gặp lại đây này đây, Phật tử xin chia sẻ Phật pháp phần bài Cơ Bốt Điện, bài thánh thơ của Thiên Đình Thánh Địa Nam Bang, giáng lúc 11:56 ngày 11 tháng 8 năm 2023. Con ơi, Thánh Địa Nam Bang đang đà quá hiện ở nơi trần miền, bởi vì thượng giới tình thương ban cho nhân loại khắp nơi khắp miền. Thượng đế cơ thể gắn liền với tâm con đó, với người thế gian. Con ơi, thượng đế đã ban trao cho nhân loại hào quang của người, hào quang phóng xuống muôn nơi để hồn con được giao thoa với trời. Người là không khí đất trời, người là gió cuốn, người là nước mưa, người là ánh sáng sớm trưa để con được sống an yên trọn đời. Con ơi, thượng đế đông đầy đất nước gió lửa tràn đầy trong con. Con là vương quốc của cha, con là vương quốc Diêu Trì mẹ ban. Mong con sớm tối niệm lên hồng danh của Phật, của trời tiên thiên. Hồng danh Thượng Đế trên thiên, hồng danh của mẹ Tây Thiên giữ gìn. Con ơi, Di Lạc kinh trì hiện ra trước mắt thời kỳ thượng nguyên. Mong con trong sáng làm gương, sống đời đạo đức, con nương về trời. Con ơi, ta nói đôi lời, nhắn cho con trẻ trong thời tới đây. Bốn phương dịp ở trời Tây sẽ đà lấn chiếm miền Tây nước nhà, khiến cho cuộc sống ta bà rơi vào khốn khổ cảnh đời thượng nguyên. Con ơi, hãy sống biết nương vào nơi Phật dạy,
vào nơi Phật bày bảo ban chỉ dẫn mỗi ngày để con học đạo, để nên thân người. Con ơi, sống với nụ cười, từ tâm trong sạch, từ lòng từ bi. Đừng nên chấp trước chi ly những điều nhơ nhặt với người xung nhỏ nhặt với người xung quanh. Một lời con nói thiện lành, một lần con được thánh thần độ cho, một lần làm tốt điều lành, ngàn lần con được an thân muôn phần. Con ơi, Thượng Đế vô ngần thương con, thương kẻ biết nghe lời truyền. Rồi đây khắp tới thuyền trời, sắp tới thuyền trời, đưa tay cứu vớt những người còn mê. Kẻ nào ngoan cố khen chê những lời trên dạy, thuyền không rước về. Mong con sớm tối nguyện thề, ơn cha ơn mẹ vỗ về cho con. Từng ngày ban xuống lời son, dẫn dắt con trẻ nên con, nên người. Mong con thức tỉnh kịp thời, để không phản bội lời thề chính con. Tình thương Thượng Đế thiết tha, con nào con mà rơi lệ thì cười, người cười được sao? Tới đây thánh địa Nam Bang lập đời thánh đức để con an lành. Mong con ráng sức tu hành để thượng nguyên tới trong con đủ đầy tình yêu nhân loại đông đầy là đời thiên đức. Địa cầu hằng mơ là đạo đức thượng thiên. Đợn kia đã rắc cung tơ, chờ ngày con bước vào giờ long qua. Đó là thánh thơ Thiên Đình. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật sự, Phật tử xin chia sẻ phần tiếp theo. Nam Mô Tam Giáo Uy Nguyên Ngũ Chi Phục Nhất. Phật Pháp, Phật Thánh Tiên Tông Đường nói phần chép bút của Quỳnh Ngọc Hiếu, Bồ Tát Quỳnh Ngọc Hiếu. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay Phật tử xin chia sẻ phần cơ pháp điển. Phật Thánh Tiên Tông Đường nói giáo, sáu cho trần sáu nẻo bước qua. Tiên Phật phải sống bình hòa, thảo ngôn xuất ngữ an hòa định tâm. Ta là những bậc tri âm, Phật tiên tái thế kẻo lầm quỷ dương. Tâm ta vắng lặng thường thường, ngũ chi hiệp nhất quy thiên trở về. Sống theo quách cự tử quay, giữ theo hiếu nghĩa mối diền nhà nam. Gương xưa để lại cố làm, lời này giáo huấn chuyện lành không nghe. Lửa lòng Phật cháy tắt ngay, giữ nước cam lộ rưới hoài trong tâm. Lúc vui lúc khó hiệp chung, giữ lời Phật dạy ngày cùng gặp nhau. Giờ này chia rẽ các màu, ngày sau rạng lại trọn màu hồi quy. Giờ này mạt pháp chu kỳ, đảo điên điên đảo vậy thì dân ơi. Đừng ham tranh đấu tơi bời, giờ này phải giữ ngữ ngôn, giữ theo lễ nghĩa thì tồn bình sanh. Đêm thời ngủ hết bốn canh, gắng thức giữ đạo làm lành nghe chưa. Đến đây bụi khó không vừa, nói cho dân biết nước mà loạn ly. Cũng vì ham bạc ham chì, sống theo các nước văn minh quá chừng. Nam Bang nước nhỏ mà hòa, Nam Bang nước nhỏ Di Đà thượng thay. Phật Vương Si Lạc Hoằng Khai cũng là Thánh Chúa Minh Dương Đảo Chầu. Hội phương sắp lố năm lầu, ngũ chi hiệp nhất gom thâu giống lành,
Nam mô Tam giáo quy nguyên mũ chi phục nhất ạ. Nam mô Di Đà Phật. Tiếp theo Phật tử xin chia sẻ đoạn cơ pháp của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã cho cơ pháp điển xuống ạ. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Đời cùng gần cơn tầng mạc, Quan Thế Âm gào gạt lòng thương, khuyên ngờ giữ già thiện lương, thành tâm tu niệm khỏi dương tai nạn. Nước đâu đổ xuống ngập tràn, lửa đâu dày cháy thiêu tàn sáng da. Còn người thì lại quá thành ma, không nơi nương tựa mới là đà âm ô. Khuyên người hãy gắng mà tu, của kia chừng ấy một xu không còn. Cầu danh nay lại cuối loạn, danh kia của nọ như hòn cát bay. Người mê chỉ biết ngày nay, nào hay thế cuộc ngày mai đổi dời. Có không không có chẳng mừng, thành tâm cầu nguyện chính tầng trời cao. Cầu trên cam lộ rào rào, thành tâm cầu nguyện trời nào bỏ rơi. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Diệu Trì Hoàng Mẫu cảm ứng chứng minh. Con ơi gắng làm nên đại nghĩa, chớ bồ đề trọng tỉa trong tâm. Đến ngày đại nạn khổ lâm, có thần phúc hộ Quan Âm cứu nàng. Con trọn nghĩa đá vàng thanh sử, về hội lành đặng ngự ngôi tiên. Đừng mê cõi thế mến diện, mê danh mê lợi mê lý phiền cho thân. Con chịu kiếp phong trần đài đọa, mau quyết lòng giải quả cứu con, dắt về cho tới cung son, thì con cũng gắng lo tròn quả công. Linh nhi khắp cả đại đồng, mẫu kêu trong ngóng mỗi lòng ngày đêm. Mong con trẻ lòng mềm ruột thắt, trong đêm trường nước mắt châu xa, chuyển cơ mà lễ chan hòa, gọi lòng linh tử lòng qua mau về.
mấy câu bút ký thơ đề thì dặn bác cô mới gửi về bốn phương. Bốn phương linh tự hiếu trung, ngày lễ mẫu nghĩ thiệt cũ trùng, là ngày đại hội tương phùng hội hiệp các linh nhi. Thơ đề thanh điện đức diêu trì, Quan Âm Dương Mẫu đồng hội hiệp, Phật Tổ Phật Thầy Di Lạc cùng lại quy. Nam mô Diêu Trì Hoàng Mẫu cảm ứng chứng minh. Tại Dương Mẫu tự tôn là mẹ, dưỡng sanh sắc hùng trẻ cánh trần, kỳ ba mẹ xuân quá thân, điển lành chiếu khắp hồng ân ban truyền. Tội tên con mẹ nếu ghi sổ, chiến đò chiều mẹ đổ thầy kêu, kêu con mẹ gước về triều, long qua đại hội mẹ diều dắt con. Ghế con còn cung son ngọc điềm, bộ trân châu có tấm vàng rồng, trở về nơi cảnh hư không, niết bàn cung điện mẹ trông con hiền. Bao gian khổ thì giờ phút qua hưởng, hưởng lộc vua ban thưởng cho con, trở về nơi cạnh núi non, thất sơn di tích dấu còn thầy xưa. Ông bồng lai thuyền đưa mẹ rước, con có cắn thì được lên đò, lớp màn đậu được tự do dân chủ ấm no sang giàu. Con có chí tài cao độ lượng, đại nhân thầy bậc thưởng lòng trung, con thời hà hải bao dung, phước còn thâu đến thiên cung chứng lòng. Thay lĩnh mẹ thơ đồng chỉ giao, chăm con hiền ngay thảo hành y, trọng ơn cảm tạ chấm ghi sổ vàng. Nam mô Tây Dương Hoàng Mẫu cảm ứng chứng minh. Xin đọc lại bức tâm thư của Đức Diêu Trì Kim Mậu tại Thánh Tịnh Ngọc Minh Đài, Ất Hợi 12 tháng 2 năm Đậu 35. Thi Diêu Trì Kim Mậu. Diêu điện ký lời gửi các con, trì tâm kiếm hiệu lẻ châu son, kim thơ học lấy cho thông thuộc, mẫu quấn ghi lòng khỏi héo giòn. Diêu Trì Kim Mậu. Bài
Lễ Hòa mực mẹ đề thơ gửi cho các con trần giới đôi câu. Con ơi mẹ lúng đau sầu, vì tình mẫu tử bấy lâu phai mờ. Thương vì trẻ ngây thơ khờ dại, đắm xa trần nên phải xa ngôi. Mẹ đây trông đứng trông ngồi, các con thì lại hăm nơi bể trần. Mẹ xót dạ bao lần giáng thế, đã nhiều lần thỏa thẻ cùng con. Thấy đời lắm nỗi héo von, thương cho con trẻ nặng đòn phải mang. Nhìn máy tạo càng ngày dục thúc, khiến mẹ đây muôn khúc đoạn trường. Nhìn con trước cuộc tan thương, thế mà con mãi chủ trương lợi tài. Mẹ truyền lập qua đài đại hội, khuyên chúng sanh hãy dội tu hành. Đời tàn khó tránh đau binh, dù thương mẹ cũng không tranh lực trời. Ngày tận diệt con thời bao lắm, mà chúng sanh bước chậm quá rồi. Cũng vì danh lợi chì lôi, mẹ đây vì trẻ đứng ngồi không yên. Mong nam nữ lửa phiền tưới tắt, để tránh cơn gió bất thổi lùa. Chữ tu vàng cũng khó mưa, thân sanh con chỉ ở chùa mới an. Đừng lầm tưởng bạc vàng là quý, mẹ khuyên con suy nghĩ cạn cùng. Rồi đây trước cuộc hải hùng, chớ đâu có được thung dung như vậy. Bởi mẹ thấy gần đây sẽ khổ, khổ các con mẫu đổ. Mẹ đổ dòng châu, hãy mau thức tỉnh hồi tu, mới là được mẹ hộ phù vững an. Ôi trước cảnh tương tàn tương sát, tấm thân con dời dạt nổi trôi. Mẹ dù ân huệ liên hồi, cũng không cứu vãn cuộc đời chinh nghiêng. Nay mẹ gửi lời khuyên chung tất, bớt lần đi vật chất thế trần. Gắng gìn từ lúc xuân phân, nhân sanh thể chịu não nần. Đáng thương con nghe mẹ liệu lường, kẻo khổ biết bao điều sụp đổ con ơi. Hôm nay mẹ hé cơ trời, các con phải liệu gìn thời thân sanh. Muốn dạng giữ tu hành làm gốc, nếu các con trí dốc theo thầy, thầy trời dù cho các chạy đá bay, cũng như thần thánh hộ rày trẻ thơ. Con nên biết ngày giờ đã hết, đừng nghĩ rằng hễ chết là xong. Khi ra tam giáo cộng đồng, con còn phải chịu ngồi trong ngục hình. Thế là điểm chân linh con mất, các ngôi vị thánh Phật thần tiên nhào lăn xuống cõi huỳnh tiền. Con chờ đến 7 ức niên sau này, đến lúc đó đạo thầy mới mở phách hồn con. Ví tợ 7 bùn hết đường trở lại thiên cung, để cho mẹ phải đau lòng xiết bao. Vậy con phải ngăn gào ngay trước, một chữ thành cũng được hồi nguyên. Kỳ cùng hưởng chút ân thiên, mong rằng các trẻ kim niên gắng gìn. Mẹ hồi cung gắng về dự hội lầu son, hồng trần biển khổ thôi còn mến chi. Muốn về con phải chịu lòng, muốn gần với mẹ thì con nhẫn đời. Nước mắt chảy hoàn cầu thế giới, suối lệ lòng mẹ gửi con thương. Nam mô Diêu Trì Hoàng Mẫu cảm ứng chứng minh. Nam mô Di Đà Phật.
đó là Phật tử trao đổi qua những phần cơ pháp của trên cha mẹ tổ thầy đã cho xuống. Và ở trên có nói: con thầy, thầy rước về ngôi thầy trời có dạy. Con thầy, thầy rước về ngôi. Con Phật, Phật dẫn phản hồi Tây Phương. Con tiên, tiên dắt lên đường. Con thánh, thánh hiệp nhất trường nghĩa nhân. Con thần lên đài phong thần. Con người hiền đức được hưởng phần thanh cao. Con ma, ma kéo lộn nhào. Con quỷ, quỷ dắt xa vào hố sâu. Phân kim, phân chất, phân màu. Phân chì, phân kẽm, phân đồng vàng thau. Rước những con hy sinh vì đạo. Rước những trẻ hiếu thảo tâm thành. Rước người hiền đức trọn lành. Rước người chẳng mến lợi danh tục đời. Rước những trẻ u thời mẫn thế. Rước những con lời thệ gìn tròn. Rước người căn vị giữ còn. Rước người công đủ đã mót bòn từ lâu. Nam mô A Di Đà Phật. Cũng như phần là Phật tử đã trao gửi qua những đoạn cơ pháp của ân trên đã dạy xuống, thì hôm nay có dịp để Phật tử kể lại đoạn phần linh cơ đã chuyển xuống trên quý cộng đồng. Từ đây về sau, năm 2024 trở về sau và thời gian trước và từ đây trở về sau, tất cả quý cộng đồng cũng là hiểu ý thiên và ý nhân, ý địa để mà thuận. Thì ta được sự an toàn nhiều hơn, được sự bảo tồn nhiều hơn. Tại vì có lần đó, hồi đó giờ thì chưa, cũng như là mình chưa từng biết, Phật tử chưa từng biết là sóng thần, cũng như là từ nhỏ lớn lên nó không có từng thấy sóng thần. Lần đó Phật tử thấy Đức Mẹ Dư Trì Hoàng Mẫu mới đưa cho mình cái thúng, đưa cho mình cái thúng ở Kiên Giang này nè, Phật tử ở tại gia ở Kiên Giang này nè. Nói Huệ Hoa, con đi vớt ngọc đi. Bây giờ là hết bão rồi nhưng mà còn sóng thần đi vô, mà con đi vớt ngọc đi. Cái mình thấy Phật mẫu Dư Trì mấy đưa cho mình cái thúng thì mẹ kêu như vậy thì đi thôi, chứ không biết là mẹ sai và kêu việc gì. Nói đi đi con, đi gấp lên đi, cũng như là hết bão rồi mà có sóng thần. Hôm rồi mình kể mình có nói ngày nữa đó, mà hồi trước em là mẹ cho là nhận thấy như vậy. Thì Phật tử mấy là đi qua bên chùa bên kia kìa, chùa bên là Sóc Trăng á, chùa bên Xích Lâm Minh Đức á, thì thấy Phật mẫu kêu mình về bên đó như vậy. Thì lúc đó đó quyền cơ á rất là linh thiêng. Thì lúc đó mình cũng tính đi qua bên đó trực nhận đúng như việc mẹ sai đi như vậy thôi. Rồi là thăm viếng cúng kính và thăm viếng ở nơi đó xong thì Phật tử là trở lại Kiên Giang, trở lại hồi gia. Nhưng mà về không có được, gia đình cùng đi qua bên đó nhưng mà không có về nhà được. Lúc đó là ở lại đó, cúng kính ở nơi đó, đó là Xích Lâm Minh Đức. Chùa Cao Đài, Xích Long Minh Đức. Hồi trước nói là truyền cơ xuống, khi khai đạo thì truyền cơ pháp nói là Xích Long Minh Đức sang thành tạo, nơi thiên cung còn để lào lào, dành trong chinh chiến lao sao, hiền nhân quân tử nhờ vào ẩn thân. Cái mình mới thấy Phật mẫu Dư Trì đấy là con ơi, sóng thần đã đi vô đó rồi. Thì Phật tử mới qua bên đó đợi cúng kính và đợi cơ mẹ chuyển ở nơi đó. Xong rồi thời gian Phật tử tính đi ra về, lúc đó tính đi ra về mà không biết làm sao không có đi ra về được, ở lại không có ra về được. Cái khi đó sóng thần mới đi vô,
mình đi ra đó đó, nếu như mà ở trên rất là linh thiêng, nếu không là mình cũng bị cái luồng sóng thần đó rồi. Khi trước thì quý đạo là gia đình của ông bà cô chú của mình đi ra đó ngày trước đi dỏ máy, đi dỏ máy ra đó mà đi rồi cúng kính chí tôn Phật mẫu và cúng kính ở nơi đó xong thì những ngày sắp vọng đi ra đó xong rồi về an toàn không có việc gì ngày trước, thì qua ngày sau ở đó bị là động sụp xuống. Lúc đó đó hôm nay Phật tử có dịp đọc qua những đoạn cơ pháp của thầy mẹ thì mình xin kể lại mẹ sai đi là có thật. Cái lúc đó sao mà mình thấy trời chuyển đen, trời không có mưa mà sao mình thấy sao mà trên bầu trời là có màu đen thì vậy đó. Rồi cái sao mà Phật tử thấy gió lạ đi tới mà mình nghe trên bầu trời mà không có mưa gì hết trơn á, không mưa không bão gì hết trơn mà sao tự nhiên mình nghe trên bầu trời làm như hầm hầm đó. Cái ngang sóng thần đi tới ngang đi vô ngang lộn một cái hùm một cái hang, mình đứng mình nhìn thấy một cái lộn một cái là từ trên lỗ hang, là lần đầu tiên trong đời Phật tử mới thấy từ trên lỗ hang mà cái cây bần cao ở trên á, cái cầu đá đó dài ra, cái cầu chắc lắm, cầu bến chùa đó chắc lắm, dài ra như vậy đó, mới bữa trước còn yêu nguyên vậy đó hang. Rồi cái là cây bần thì cao, ở trên lộ thì cao, cái mình đứng xong mà nghe gió hùm hùm vậy đó, mà không có mưa bão hết trơn, sao tự nhiên nghe trên trời hùm hùm đến vậy đó, cái gió lạnh vậy đó. Cái ngang sóng thần thiệt, sóng thần đi vô lộn một cái hang, lộn một cái là Phật tử thấy không có còn cái cây bần đó đâu nữa, mà mình mới thấy nó cao chút chút ở trên vậy đó, lộn cái mất tiêu luôn. Dạ chị quẹo qua cho em hỏi là cũng như lúc đó là chị đang ở đâu? Ở là Sóc Trăng, Phật tử đang ở địa phận Sóc Trăng, ở Xích Lâm Minh Đức á, ở chùa Cao Đài Xích Lâm Minh Đức á, ở địa phận Sóc Trăng á. Dạ, còn cũng Phật như Phật mẫu kêu mình đi về đó đó. Cũng như chị quẹo qua nhận được báo ở trên xuống, nhưng mà bằng cách nào vậy chị Quê Hoa? Dạ mơ Phật, cái mà mình thấy Phật mẫu á, tại vì mẹ bận đồ đen đó cho nên mình biết Phật mẫu nói đưa cho cái thúng, nói đi vớt ngọc đi con, hết mưa rồi, hết bão rồi nhưng còn sóng thần vô, con đi đến đó đi, đi nhanh đến đó đi con. Thì thấy mẹ mới đưa cho mình cái thúng vậy đó, thì nghe lời Phật mẫu đi, tại vì mẹ bận đồ đen đó cho nên mình biết mẹ, cái cơ điển của mẹ kêu thì mình đi về đó đó. Đi về đó đó là cái đêm đó là sự thật á, nếu như mà ở trên cũng độ lắm chứ không thôi mình cũng bị lộn xuống đó luôn rồi. Bởi vì mình đang đứng trên lộ thấy mà. Đang đứng đó cho nên mình mới thấy cái hùm một cái hang là trời cũng tối rồi, mà hùm một cái là mình không còn thấy cái cầu bến đá ở đâu nữa chứ. Mà cầu chắc lắm, nó dài ra vậy đó. Cái mình nhìn lại cái bằng mất tiêu rồi. Cái bằng cao chút dốc ở trên nhìn lại không còn thấy cái đọt ở đâu luôn, lộ một cái mất tiêu luôn, bứt cái lộ luôn, không có còn thấy cái cầu bến đá ở đâu, mà không có còn thấy cây bần ở đâu, không còn thấy cái lộ gì hết trơn, hầm cái gì. Cái xung quanh người ta ngủ rồi nghe, lúc đó là người ta ngủ rồi. Cái cũng như vừa ở xóm đó cũng vừa mới ngủ hàng hai bên chùa, thì quý vị đó cũng là vừa đi ngủ rồi vậy đó. Cái sau sóng thần vô ban đêm, mà cái gia đình mình á đi qua là bốn người, nhưng mà ba người kia thì ở trong chùa á, là ở khuất ở trong, mà Phật tử thì đứng ở phía trước á, thành ra mới thấy, đứng ở lộ á, thành ra mới thấy hùm một cái là không còn thấy cái gì chứ, nhanh lắm, dễ dàng lắm. Mình chỉ nghe tiếng hùm, cái tiếng gió mà khi mà đen đen mình nghe lạnh lạnh hì hì tới là mất tiêu rồi đó, lộn một cái là mất tiêu rồi đó, không còn thấy gì nữa chứ, là lần đầu tiên mình mới biết sóng thần đi vô đó. Dạ, dạ thưa chị Quỳ Hoa, là chị kể này là phải giống bão số 5 không chị? Không phải đâu. Khác hả chị? Cơn bão số 5 là khác, cái đó là cho mình thấy là khác riêng đó. Còn cái này sóng thần. Sóng thần cũng như là sóng thần đi vô chùa. Dạ. Dạ, đi vô là Xích Lâm Minh Đức á. Nhưng mà cái cơ này nó ra chưa chị Quỳ Hoa? Thì ngay ra sóng thần luôn mà, Phật mẫu kia mình đi qua đó là ngay sóng thần những năm trước á. Còn cơn bão số 5 là khi đó kêu mình là riêng nữa. Khi đó là năm 97 là cơn bão số 5, lúc đó cũng có kêu nữa.
mà riêng. Còn cái này là sống thần, trong đời là mới biết sống thần đi vô á. Cái này là ở chùa riêng. Dạ thưa chị Quế Hoa, lúc đó hết bảo rồi. Dạ, cho em hỏi mẹ nói còn sống thần. Lúc đó là chị có chia sẻ cho bà con biết không chị? Mình có nói ở trong gia đình nè, nói sao mà tôi thấy Phật mẫu sai đi. Mẹ đưa cái thúng, mẹ nói còn sống thần vô đó. Dạ. Mình lúc đó mình nghe lời ơn trên lắm, kêu đi á thì mình đi vậy đó. Rồi mình mới đi về trên đó, mình mới ở lại. Ở lại đó chưa xong á thì chưa có về được. Mình cũng tính đi ra về mấy lần rồi, mà đi về không có được. Ở lại đó đó, ở lại rồi cũng là tu học, rồi ăn chay niệm Phật. Và là mình cũng cúng kính ở nơi đó. Rồi mình trồng hoa kiển á, rồi mình ở đó mình đợi, chứ không có ra về được. Cũng như không biết sao Phật mẫu khiến sao, mình không có đi ra về được. Cái lúc đó mới ở lại. Ở lại thì lộn một lần như vậy rồi đó. Cái Phật tử nhìn thấy bì nào vào trong đời mình có gặp sóng thần đâu, có thấy đâu mà mình biết. Vậy đó, cái ở lại mới đứng nhìn. Thì nhanh lắm, cũng kế đó thôi chứ không có cách khoảng xa. Lúc đó thì mình thấy là cũng nhanh lắm. Rồi ngang lộn một cái mất tiêu hết trơn á, thì mình thấy mình sợ dữ lắm rồi. Nhưng mà mình cũng vẫn đứng đó mình nhìn, chứ mình không có vô hậu chăm. Khi gia đình đi qua bốn người, mà ba người kia ở trong, hậu ở trong. Còn Phật tử thì đứng ở trước, đứng trước để nhìn những cái sự diễn ra, bị gì mẹ có cho thấy vậy rồi đó. Cho nên lo, thành ra mình mới đứng ngoài lộ á, mình đứng trước ở cửa chùa. Thì á, nghe sống, nói sống thần chứ là sống thiên đó quý vị ơi. Cho nên hôm nay gặp lại Phật tử kể lại một lần, từ đây về sau mình có cái ý, nếu như nghe sống thần sống thiên thì gán cầu nguyện chứ nhanh lắm đó quý vị. À, vô nhanh lắm, mình không có trở tay kịp đâu. À, mà Phật tử kể qua vậy thôi, chứ nếu như có chứng kiến thì mình thấy khủng khiếp lắm. Khi mà đảo lộn cái là không còn gì chứ. Vậy đó. Lúc đó là chị đứng đó chị nhìn bằng mắt thường luôn hả chị? Dạ đúng rồi. Cái mình nhìn thấy đó là cái cầu bến đá đó y nguyên như vậy mà. Mới bữa trước đó mà. Rồi mình đứng đó mình nhìn thấy như vậy đó mà. Thức mà. Dạ. Mình đứng mình nhìn mình ơn vậy đó. Ở đó như vậy đứng trên lộ ngay chân đó luôn mà. Cái cây bằng á, cây bằng ở đó cao dữ lắm, mọc trên lộ đó, cây bằng đó rất là cao. Nhưng mà sao mình nghe hùng một cái đảo lộn rồi á, là không còn thấy cái đọt bằng ở đâu. Phật tử nhìn xuống ở dưới bến sông là nước trắng xó hết chứ. Nước ngang là giận giận xấy xấy, Phật tử thấy ngay chân chỗ cái đọt bằng mà nó lún xuống đó hen. Là nước nó xấy 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 xấy, Phật tử thấy còn thấy, mình thấy là còn xấy tròn ở đó. Mình biết cái đọt bằng ngay đó mà nó lún sâu xuống dưới á, vậy đó. Mình chỉ biết là cái khoảng nằm ở đó thôi. Vậy chứ mình nhìn thấy trắng như cái biển luôn. Rồi á mình thấy cái chỗ đọt bằng thì còn một ít nước nó xấy 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 xấy, xấy như vậy đó. Rồi cái đất mà lộ đó, lộ nó mới sụp đó, thì mình có thấy cái dấu đó là bọt nước thôi, chứ không còn thấy cái cầu đá ở đâu. Rồi không có còn thấy cái lộ ở đâu, không còn thấy là cây bằng cao đó ở đâu. Nhưng mà mình thấy cái dòng nước xấy đó là mình biết chôn cái cây bằng ngay chân chỗ đó đó. Yeah. Còn mình biết cái là cái đọt nó ở ngay chỗ đó đó, nước nó hơi xoáy xoáy ở đó chút vậy thôi, chứ mất tiêu không còn gì chứ. Ê, Phật tử thấy cũng sợ dữ lắm luôn rồi. Cái đứng một hồi để canh coi làm sao, để là xin và cầu nguyện coi làm sao. Thì mình mới nghe, cũng như cách cũng gần à chứ không có xa. Cái mình mới nghe là sao mà có một cái luồng gió giống như vậy nữa. Dạ. Nó cũng có y gan như vậy đó, một luồng gió đi tới hì hầm ở trên gió trời á. Bởi mới nói sóng thần, cái sóng gọi là sóng thiên đó, ở trên bầu trời đi cái luồng gió lên, đi cái luồng hầm hì hì trên trời á. Cái bắt đầu lộn một cái nữa, bứt cái lộ luôn. Mới đầu á thì chưa có bứt cái lộ, còn đi được, còn đứng được. Cái lộn một cái sau nữa, bứt luôn cái lộ luôn. Bứt luôn cái lộ tới cái mí gạo luôn. Vậy là cái đó phải sập đất không chị Quỳnh? Bứt luôn cái mí lộ luôn, là cũng như là hai đầu không có còn chạy xe được. Đúng rồi, sóng thần sóng thiên vô nhận đó. Vậy là cuốn luôn? Cuốn cái lộ đi luôn. Gì ghê gớm vậy chị? Là hai đầu không có còn đi và còn chạy xe được đó. Bắt đầu mình mới báo động lên, mình thấy khủng khiếp quá rồi mình mới báo động lên. Lúc đó đó, mình chưa có đi báo động lên nữa chứ. Lúc đó là lộn lần thứ hai. Mà ở trong á là có cái hồ, có cái hồ nước, rồi là ở trong đó đó. Nếu như mà lộn lần thứ ba nữa là bước qua cái gạo luôn đó. Cho nên lộn tới cái mí gạo đó đó, vô tới cái mí gạo đó là lần thứ hai đó. Đó, cái mình thấy nếu như mà lộn cái nữa là bước vô nữa cái sân chùa luôn đó. Mà ở đó có cái hồ nước ở đó đó, là có cái bát quái, hồ bát quái ở đó đó. Xây ở đó hoàn thành hết trơn rồi.
rồi xong qua kiển này kia từ gào vô đó xây dựng hoàn thành hết trơn rồi. Cái tới mí gào rồi, cách chỉ còn có 5 tấc thôi, lộn bứt hết trơn cái lộ rồi. Cái mình thấy sợ quá chừng đi, lúc đó cũng chưa có đi nói nữa, tại vì sống mình thấy nhanh quá đó, xuất thần nhanh quá đi, Phật tử mới sợ á. Bắt đầu mấy đi vô sân chùa, đi bước qua cái gào đi vô sân chùa ở phía trước đó, mới quỳ xuống xin với cha. Lúc đó rồi Phật tử là hồn thiên á, quỳ xuống xin với cha mà nói tiếng thiên không à. Lúc đó Phật tử mới quỳ xuống ở dưới đất đó đó, quỳ xuống mới chắp tay lại xin trên với cha, xin với mẹ, xin với cha, xin với thượng đế, xin với là các ngài chư thiên, xin với sóng thần sóng thiên. Lúc đó Phật tử quỳ dưới đất á, rồi sao mà cái hồn nói tiếng thiên không à, rồi mới quỳ xin. Lúc đó đó thì quỳ sinh như mình chầu lễ vậy đó. Cái sao mình nghe sóng lặng gió yên, không có còn đi vô nữa. Lúc đó có mình ơn mình hà ở đó hà vậy đó, gấp quá hà đâu có kịp chạy đi nói với ai đâu. Rồi mình sợ lộn bứt vô nhanh lắm, mình sợ lộn bứt một cái nữa là đi vô trong sân chùa luôn á. Mình thấy tới miếng gạo bứt cái lộ mở lộ cao lắm, mình thấy quá chừng sợ luôn rồi. Mới vô sân chùa quỳ xuống xin với cha, xin với chí tôn Phật mẫu và các ngài thiên lực thần lực nghiệp lực, xin với ơn trên thần dông thần gió sống thiên đặng đi qua. Phật tử quỳ xuống đó xin, thì hồn thiên nói theo tiếng thiên và xin cầu nguyện ở đó. Thì Phật tử nghe là lặng, lặng sóng lặng gió yên, thì không có còn nghe tiếng hầm hầm hì hì giông gió nữa, thì mình mới nghe hơi lặng lặng lại. Lúc đó Phật tử cũng quỳ ở đó luôn, cũng như mình vô mình chầu đó, mình chầu lễ, mình chầu án đó, là mình xin mình phải hầu lễ. Phật tử quỳ ở đó luôn, thì lúc đó đó là mình nghe yên ổn lại, không có nữa. Đó là đã, là sụp xuống hai lần đó, sóng thần đi vô hai lần đó mà nhanh lắm quý vị ơi. Nếu vô mà đi vô một lần nữa, một cái hùng một cái nữa là bước vô cái sân chùa luôn, khủng khiếp lắm, nhanh lắm. Bởi vì cái sức của thiên á, mình thấy mình sợ lắm vậy đó, nhanh và không có tưởng tượng nổi đâu. Cái như vậy đó, cái mình quỳ chầu lễ đó cũng lâu lâu, rồi thấy sóng lặng gió yên, không có nữa. Thì lúc đó mình mới cho ba người ở trong hay, nói trời ơi nãy giờ giông gió sụp hết trơn mãi rồi. Cái người trong gia đình có người à, còn hai mấy bé kia còn nhỏ, hết hồn hết vía hết trơn. Mình cho hai vị ra thấy toàn là nước không, nhìn thấy như cái biển nước không, không còn thấy cái cầu bến đá ở đâu, không còn thấy cái hàng cây bần đó ở đâu, rồi không có còn thấy cái lộ ở đâu. Lúc đó mới cho cái người á đi chung gia đình của mình đó hay hay thức dậy, mới chi hô lên Phật tử, mới kêu ra hai đầu, mới đi ra kêu hai đầu báo động lên thức dậy, rồi bắt đèn lên, rồi ra mới chặn lộ quá không thôi, người ta không biết người ta đi, xe người ta đi á, bắt đầu mới ra là mấy coi hai đầu đặng mà cho người ta biết xe đừng có đi ngang lộ. Lúc đó mất tiêu hết trơn à, ra là mất tiêu hết trơn à, vậy đó. Rồi á ở đó quý đạo ở đó đó, người ta lợi người ta lo, người ta tới rồi người ta thắp đèn lên sáng hết trơn, người ta hay rồi người ta lợi người ta lo, ta cho hay hết trơn rồi. Cái là mình qua ngày sau mình có đi về trong vườn đó, đi về trong vườn kêu là quý đạo ở trong vườn á, là ở nơi trong là bà con của mình ở trong đó, quý đạo hữu ở trong đó, thì nói là bây giờ là sụp ở ngoài đất chùa, ở ngoài bến chùa ở ngoài đó rồi. Thì ở trong đó hỏi chúng mình, hỏi nói là chúng mình nói là con thấy là cũng như Hồng thấy là sụp tới đâu, sụp vô mà bến chùa mà sụp tới đâu. Nói chú ơi sụp vô là tới còn 5 tấc nữa là tới gào. Nói ừ. Dạ thưa chị, lúc đó chị đứng đó chị không sợ hả? Không, lúc đó xin, bởi vì mình thấy Phật mẫu á, Phật mẫu kêu đi đó, mình đâu có sợ chết gì nữa đâu. Mình xin mình chầu án mà, tại vì mình có ý thức rồi. Dạ. Mình thấy Phật mẫu kêu đi rồi. Kêu đi là nói sóng thần vô đó, cho nên á mình không có sợ, không có dạ, sợ chị, bị lộn sụp gì xuống trơn á. Vậy lúc đó là mình vô mình cố lòng mình xin thôi. Mình chào án mình xin. Cái xác của chị là nói tiếng thiên. Cái hồn mình á nói chuyện nói tiếng thiên không à. Nhưng mà hiện tại chị cái có xác nói... mình quỳ đó nhưng cái hồn nói chuyện tiếng thiên nhưng mà không hiện à. Hiện tại giờ chị xin nói ở được, trên á. Nói được tiếng thiên không chị? Mình nghe cái phần hồn nói chuyện tiếng thiên hoài à, tiếng đó đó. Dạ, nhưng mà chị nói được không? Mình nghe mình biết cái nghĩa là ừ nói cái việc đó vậy đó. Mình nghe mỗi lần cái phần hồn mình á, là nói thì nói tiếng đó, mà đi á, thì bay, cũng như đi á, thì đằng dân đi bay đi, à, hay là hoặc ở trên dìu cho đi, chứ không có đi như cái xác mình phải lặn lội như vậy, phải đi như vậy. Mình thấy có nhiều lần thì ơn trên cho mình đi như vậy, vậy đó. Nhưng mà theo chị về qua biết cái gì đó là gì nè, ngành chị nào không chị? À,
mình thấy cái phần chuyển cho mình tu á, dạ, từ đầu tới giờ là chuyển cho mình tu, cho nên cái xác mình á là phải tu, phải ăn chay như vậy đó, từ hồi đầu tiên tới giờ luôn đó, chứ không có ăn mặn nữa được, ăn mặn đó, không có sát sanh nữa được, là gần 30 năm á, là chuyển cái xác mình này cho mình ăn chay, ăn rau trái vậy đó, và ít ăn cơm, không ăn là nhiều. Mình chỉ có ăn một ít thôi, hồi lần mình có ăn một ít thôi, ăn mà cơm một ít à, rồi từ đó ăn rau, ăn trái và uống nước. Bây giờ là 28 năm. Còn hiện tại bây giờ là chị ăn một ngày được chén cơm không chị Bùi Hoa? Không, bây giờ không ăn luôn. Mấy khi đó đó mình thấy bây giờ chiến tranh lan rộng quá rồi, mình thấy có giặc ở các nước ngoài đó, mình thấy vậy nói thôi bây giờ mấy không biết làm sao mình chạy giặc nổi nữa. Mình thấy người ta đi chạy giặc á, người ta đi chạy giặc nhiều quá, cái nói trời ơi làm sao mà mình đi chạy giặc được á, cái nói thôi không ấy, mình nấu cháo, mình nấu nấm gạo, mình nấu cháo cái mình hút cái nước cháo đó đó, hay là mình nấu miếng cháo vậy thôi để mà mình ăn cho có một miếng như vậy, để mình coi mà thấy cái cảnh người ta chạy bên bển, nói trời ơi lỡ không may mà mình cảnh đó là mình không có chạy giặc được á, mình thấy người ta chạy quá chừng chạy luôn, là nói vậy đó, chứ cũng là có nấu gì đâu. Tính qua năm nay thôi mình nấu chừng nấm gạo vậy đó, nấu ít nước cháo này kia, mình tập là ăn từ từ lại vậy đó, nhưng mà cũng ít, nó không có nấu. Ở khi thì mình ra mình luộc rau, chén hai chén rau, chén hơn chén gì đó, rau nước này kia vậy đó, còn không thì cũng không luộc rau luôn, có trái gì ăn một ít, rồi không có thì thôi luôn, uống nước vậy đó, rồi có gì thì ở trên kêu, ở trên kêu á, với kêu là chỉ dạy này kia, chị kêu cho mình hay. Sao chị nằm mơ hay là kêu trực tiếp luôn chị Quê Hoa? Dạ hồi đó cho mình nằm mơ mình thấy, tại vì những cái năm đầu đó đó, cái xác chưa có nhẹ như bây giờ, những năm đầu mình ăn chay mấy năm đầu đó, có gì thì cho mình thấy. Rồi lần trước á, lần trước cũng kế đó luôn, có cái là gãy ở trên kia kìa, có cái gãy ở trên kia kìa, mà người ta khó khăn lắm, người ta không có cho gia đình đi tu, người ta khó khăn lắm, người ta kêu mần cho ra tiền ra của, người ta không có cho đi tu. Cái mình mới thấy Phật mẫu kêu, nói con ơi, để mình kể sang cái việc đó một chút, chứ mấy khi mình cũng không có nói nữa. Mà cái việc Phật mẫu kêu, tại vì mình thấy có nhiều lần rồi đó, thấy ơn trên kêu là có đó. Cái lúc đó mình thấy Phật mẫu kêu á, nói con ơi, con đi tiếp mà giữ cái gãy đi, giữ cái gãy đi con. Bây giờ gắn hổ á, gắn hổ ở trên trển làm quá rồi con, mà tại vì hung dữ đó cho nên thấy mẹ mới nói là gắn hổ. Cái cốt của người đó mẹ mới nói là gắn hổ, bây giờ nó hung dữ quá rồi con, bây giờ đi tiếp giữ gãy đi con. Cái lúc đó mấy năm đầu mà mình nghe nói gắn hổ vậy cái mình không đi, nghe nói gắn hổ vậy cái mình không đi, không đi, cái từ từ cái nghe lại trên đó người ta đốt nhà luôn. Ta đốt nhà luôn, người ta không có cho tu, không có cho đi tu gì đó, người ta đốt nhà trên đó luôn. Đốt thiệt luôn hả chị? Đốt nhà thiệt luôn. Lúc đó dưới này nè, mình ở cách cũng hơi xa xa mà mình thấy Phật mẫu kêu nó, con ơi gắn hổ trên đó đó, con đi tiếp giữ gãy đi. Tiếp giữ gãy đi con, bây giờ gắn hổ trên đó làm quá rồi. Cái mình nghe nói gắn hổ, mấy năm đầu mình nghe nói gắn hổ, mình không dám đi. Thì sợ. Mình không dám đi. Cái gì nghe nói gắn hổ, sao thấy sợ quá, rồi biết làm sao, với phần mình sát chặn rồi mình lên chảnh mình làm sao. Nhưng mà bây giờ mình biết cái quyền duy rất là quyền diệu, mình rất tin cơ, rất tin là ơn trên kêu những việc có là nhiều. Đó, những gì báo trước kêu là có là nhiều. Cái mình không có đi, không đi, cái nghe lại nói sao này anh chảnh đốt nhà luôn. Ta đốt nhà ở trên cái chỗ gãy đó luôn. Dạ thưa chị Quỳ Hoa là thì á, khi đó mình không đi lên gãy này thì mấy kêu đi qua cái ngọn sóng thần đó đó, cũng kế đó luôn. Cái kêu mình đi qua bên đó là cái gì luồng sóng thần đó đó. Cái bên này nghe nói sóng thần thì mình đi, nghe bên đây nói gắn hổ sợ quá mình không đi. Dạ. Nói gắn hổ sợ gắn. Dạ. Nhưng mà chị Quỳ Hoa lúc mà chị nghe cái âm thanh hì hì đó là chị nghe sợ lắm. Đúng hả? À, Phật tử nói rồi quý vị để ý đó. Nghe gió giông trên trời mà chuyển hì hì là quý vị gắn cẩn thận. Cũng như là những cái chốt đi và những gió sấy mưa bão thì cũng rất là nhanh luôn á. Trong đời mình cũng thấy là chốt đi vậy một lần cũng rất là nhanh luôn đó, không có kịp luôn á. Nhưng mà sóng thần thì có cái khác.
Bởi Phật tử nói rồi quý vị cũng để ý, khi nghe cái luồng gió lạ đó là mình có ý thức, mình chuẩn bị, mình lo lắng, mình nghe nghe. Cũng như không có mưa, không có bão gì chứ, tự nhiên mình nghe trên trời hầm hầm hì hì, cái tiếng vang gần trên trời á. Nó lạ lắm hả? Đúng rồi, ở trên trời mà, chứ đâu phải dưới đất đâu. Nó mới lạ. Chứ đâu phải dưới đất đâu mà mình nghe. Dạ. Trong đời chưa từng mà, chưa từng nghe cái tiếng đó. Mình nghe hầm hầm hì hì á, trên trời á, là tới rồi đó. Khủng khiếp vậy đó. Có nghĩa là cái âm thanh hồi xưa giờ mình chưa đúng nghe rồi. Luôn. Trong đời mình đâu có từng nghe cái việc đó, mình chỉ nghe Phật mẫu nói là sóng thần thôi. Vậy nhưng mà đến rồi ha là mình khủng khiếp, bây giờ nhắc lại còn sợ đó, mấy mươi năm rồi đó. Mà giờ mình nhắc lại mình còn sợ á. Tại vì ha mình nghe hì hì hùm hùm á, mình nghe lưng trời như vậy nè, mình nghe là tới rồi đó, đảo lộn một cái là cái biển nước không có còn cái gì hết trơn á. Như vậy đó, sức tàn phá như vậy đó. Dạ thưa chị Huệ Hoa, là lúc đó chị nhớ là năm mấy không chị? Không, rồi mình có ghi ngày á, mình có ghi mà ngày tháng năm luôn á. Dạ. Dạ đúng rồi. Không rồi á, mình có ghi ngày, mình để lại, mình có nói trên cái bài nói chuyện mình kể trên mà kinh kia đó, là mình có nói ngày tháng luôn đó. Dạ. Nhưng mà những năm đầu á, những lúc mà qua cái cơn bão rồi á, lúc đó là qua cái cơn bão số 5 mà cũng là những cái năm sau này nè. Dạ. Dạ mô Phật ạ. Nhưng mà lúc đó những cái năm đạo mình còn mới, mình chưa có rành về cái việc vô vi vận chuyển. Cho nên từ đó giờ sau mình biết, mình rất tin. Tại vì mỗi khi mình thấy ơn trên kêu là có nhiều, như năm bão biển đó, năm 97 cũng có kêu đó. Là lúc đó Phật tử đi tu đó, ăn chay và đi tu luôn á. Dạ. Dạ mô Phật á. Rồi củ quyền ông bà về kêu chuyển cho con cháu phải đi tu. Rồi ở trên cũng nói đời cơ vận đã tới rồi, phải đi tu. Vậy đó, rồi phải ăn chay lạc đi tu. Là lúc đó là bão biển tới luôn đó. Dạ. Còn sóng thần này là sao? Lúc mà chị đứng đó là chị cũng như... Tôi thấy cũng... mà, đứng thấy... trước mắt tôi thấy. Mà khi đó tai nghe tôi còn chưa có biết là sóng thần vô nữa đó. Nhưng khi mà... đó là tai mình nghe như vậy rồi. Mình nghe hầm hầm hì hì trên bầu trời á. Mình nghe sát bên luôn. Dạ. Ai vậy đâu, đi vô tới chân mình luôn. Đi vô tới chỗ mình đứng luôn. Phải mà lộn cái, nếu như tôi á, là yếu số, tôi vắng số, vậy là tôi lộn xuống là tôi chết lâu rồi đó. Yeah. Mà rất là hên, quý đạo hữu đó là trong vườn á, đi ra, đi chùa mới đi ngày trước đó. Mà mình thấy cái bến nước cao thì đỡ nước sông, đỡ nước rộng sâu thẳm chứ. Mình đứng trên lộ, mình mới đưa quý đạo đó là đi về ngày trước đó. Ngày trước cái cầu bến đó mình nhìn thấy sâu thẳm xuống như vậy đó. Đó. Nhưng mà hơi rất là hên, ở trên đó là chuyển xây rất là hay. Yeah. Mới bữa trước thôi, phải bữa trước hen, mà đảo lộn bữa trước là khó khăn lắm. Bởi vì trong cái vườn là cái vỏ máy mới đi ra ngày trước đó, đi cúng xong đi ra chùa ngày trước đó, là qua ngày sau ở đó là sụp đó. Thì mình mới chở vô vườn, sáng mình chở vô vườn mình cho hay, mình mới kêu vô trong vườn đi ra. Thì chú mình mới hỏi là Hồng ơi, con thấy là sập tới đâu vậy? Nói là chú ơi, con thấy là sập tới mí gào mà cách 5 tấc. Chú mới nói, ủa, chú cũng nằm bao chú thấy nữa. Chú thấy sao mà lỡ vô trong đất chùa, bến chùa mà cách gào 5 tấc. Chú nói, ủa, sao mà chú trong này chú cũng thấy vậy mà chú không có nghĩ là sập cái bến chùa. Yeah. Rồi á. Nói trời ơi, ở dưới Kiên Giang con nghe kêu vậy con đi lên, chứ không có biết gì chuyện gì trên chảnh đâu con đi lên. Mà con tính về thì con về cũng không được. Mà lúc đó ra nếu như mà đảo lộn xuống thì mình cũng sụp xuống đó luôn rồi. Như vậy nhưng mà ở trên độ chuyển rất là hay. Lúc đó nhờ mình còn lại mình mới kể, mình mới kêu hai đầu. Lúc đó là hai đầu đã ngủ rồi, tắt đèn ngủ rồi. Mình kêu rồi quý đạo ở đó mới là đốt đèn lên, mới chi hô lên và cản biển hai đầu. Cản lộ là cho biết cảnh báo đó. Mới là thắp đèn sáng lên hết, là quý đạo đó thức sáng đêm luôn. Thức dở gào, thức lo lắng ở nơi đó sáng đêm luôn. Đó là tại Xích Lâm Minh Đức á. Linh quá hả chị? Dạ mô Phật á. Từ Kiên Giang mà kêu đó, bởi mình rất tin tưởng ơn trên á. Dạ. Ơn trên kêu cái gì á, báo trước. Nhằm khi ở trên báo cái cơ việc đó 2-3 lần luôn đó. Mà nhiều lắm, từ hôm trước giờ nhiều lắm, kêu cái việc gì là tới đó, là có đó. Có khi một chuyện đó hen, báo cho mình biết một lần mình lo đi, không thôi là báo 2 lần, còn thôi 3 lần. Mình không đó là ở trên hối kêu lại đó, cũng như mình lúc đầu mình không biết đó, mình không biết vô vi quyền cơ kêu làm sao đó, thì ở trên kêu lại cho mình biết. Nhưng hôm rồi mình nói nghe nó gắn hổ, mình sợ mình không dám đi đó, là anh cho anh ta đốt nhà luôn đó.
không cho đi tu á. Thưa chị Huệ Hoa, cho em hỏi là cũng như cái gì trong cái xác của chị là chị biết là ai không chị? Mình thấy chuyển căn á, chuyển căn nói là đến giờ rồi phải đi tu lập thân chứ không có là sát sanh nữa. Dạ. Lúc đó là không cho mình sát sanh nữa. Rồi mình thấy củ quyền ông bà cũng về kêu con cháu phải là đi tu. Mà trong củ quyền ông bà, trong kiến họ củ quyền ông bà già mà mình thấy tay có chống gậy nữa. Là lúc đó là chuyển riết mà tới mình phải xuống tóc luôn. Phải xuống tóc luôn. Tại vì lúc đó còn trẻ ngờ, cho nên nó ông bà sợ mình tu không được, cho nên kêu mình phải xuống tóc luôn. Mình không xuống tóc thì nhức đầu, hành nhức đầu hoài vậy đó. Dạ. Dạ mô Phật. Dạ thưa chị Huệ Hoa, cái clip này cũng hơi dài rồi, thì em cũng cảm ơn chị rất là nhiều, kể lại những cái chuyện quyền cơ mà rất là hay. Và em cũng chờ cái clip sau của chị. Và kênh Tùng Nguyễn Miền Tây mến chào quý cô chú anh chị em trong và ngoài nước. Và hẹn quý cô chú clip sau của chị Huệ Hoa. Xin chào tất cả mọi người ạ. À. Em chào chị Huệ Hoa. Nam mô Di Đà Phật ạ. Dạ. Xin kính lễ ơn trên và xin phép lui lễ. Phật tử xin kính lễ quý cộng đồng. Xin kính chào tất cả các bậc các vị ạ. Chào huynh ạ. Nam mô Di Đà Phật ạ.